Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cỏ Crochet. Video này chúng ta sẽ cùng nhau đi móc một chiếc túi tóc lưới với họa tiết bông hoa như thế này ha. Đầu tiên thì mình sẽ đo cho mọi người xem kích thước của túi. Túi này thì sẽ có chiều cao là khoảng 24cm và bề ngang của túi mình đo được ở đây là khoảng 27cm ha. Để làm được một chiếc túi như đầu video, các bạn cần chuẩn bị 2 cuộn sợi dệt. Thật ra thì chúng ta chỉ dùng hết là gần 2 cuộn thôi, nhưng mà mọi người cứ mua 2 cuộn ha. Và mình sẽ sử dụng kim móc 2.5mm để thực hiện. Ngoài ra các bạn cần chuẩn bị thêm kim đánh dấu, kéo cắt, kim khâu len và một cái thước dây để mình đo kích thước của túi á. Và mình sẽ để link mua tất cả các loại nguyên liệu này ở dưới phần bình luận cũng như phần mô tả của video này nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành tạo một nút thắt, cách thức thực hiện như sau. Mình sử dụng kim móc 2.5mm ha. Và mọi người sẽ tiến hành đưa kim móc vào chỗ nút thắt mà mình vừa tạo. Kéo cái nút thắt này sát lại kim móc. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành đi móc phần đáy túi. Và để móc được một chiếc túi với kích thước như đầu video thì mọi người sẽ lên tổng cộng là 61 mũi bính. Mọi người móc lỏng tay thôi, đừng có móc chặt tay quá ha. Mình sẽ móc đều như vậy cho đến khi chúng ta đạt được tổng cộng là 61 mũi bính thì dừng lại. Đây là mình đã móc lên được tổng cộng 61 mũi bính. Để móc lên hàng đầu tiên, mọi người sẽ bỏ qua 3 mũi bính. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào mũi bính thứ tư, tính từ kim móc tính qua chính là mũi bính chỗ này nè. Mọi người sẽ móc vào đây một mũi móc kép. Cách thức thực hiện đó là quấn một vòng qua kim, đưa kim móc vào mũi bính thứ tư này. Chúng ta sẽ tiến hành kéo dây này qua. Khi mà trên kim có 3 dây thì các bạn sẽ lấy qua lần lượt 2 lần. Bạn nào mà chưa biết cách thực hiện mũi kép có thể xem lại video 5 mũi móc căn bản mà mình đã đăng trước đó ha. Như vậy là chúng ta đã móc được chân mũi kép đầu tiên của hàng này. Và mình sẽ dùng kim đánh dấu đánh dấu lại để tí nữa kết thúc hàng á, mọi người có thể dễ nhìn hơn. Sau khi chúng ta đã móc lên được một mũi kép đầu tiên ở hàng này thì mình sẽ móc tiếp tục vào mũi bính thứ tư, từ kim móc tính qua chính là mũi bính mà mình móc cái chân kép đầu tiên nè. Mọi người sẽ móc vào đây thêm một mũi móc kép nữa. Đây là mũi móc kép thứ hai. Như vậy là chúng ta có hai mũi kép chung chân ở mũi bính thứ tư này. Tại vì đây là đầu hàng nè nên mình sẽ móc tăng mũi ở chỗ này. Các chân bính kế tiếp á, thì mỗi chân mọi người sẽ móc vào đây một mũi móc kép thôi. Chúng ta sẽ không tăng mũi nữa. Cách thức thực hiện là mọi người quấn một vòng qua kim, đưa kim móc vào mũi bính kế bên chính là chỗ này. Chúng ta sẽ thực hiện một mũi móc kép. Các chân bính bên cạnh chúng ta cũng sẽ móc như vậy luôn. Mỗi chân mọi người móc vào đây một mũi móc kép. Thực hiện như vậy cho đến khi chúng ta còn một chân móc cuối cùng ở phía bên này thì mọi người dừng lại nha. Đây là mình đã móc đến cuối hàng đầu tiên và chúng ta còn một mũi bính duy nhất chính là chân mũi chỗ này. Đối với cái mũi bính cuối cùng này thì mọi người sẽ tiến hành móc 4 mũi kép chung chân. Chúng ta sẽ tiến hành tăng mũi, thay vì một chân thì mình tăng lên thành 4 chân lận. Đây là chân đầu tiên nè. Đây là chân móc kép thứ hai. Chân móc kép thứ ba. Và chân móc kép thứ tư. Như vậy là chúng ta đã móc được tổng cộng là 4 mũi móc kép vào cái chỗ mũi bính cuối cùng này. Và chúng ta đã móc được một nửa của cái vòng đầu tiên rồi. Tiếp theo thì mọi người sẽ móc đối xứng qua. Ở cái chân cuối cùng này thì mình đã móc 4 mũi rồi nên mình sẽ không móc nữa. Các bạn sẽ đưa kim móc vào cái chỗ mũi bính gần cuối cùng nè, là chỗ này nè. Mọi người sẽ móc vào đây một mũi móc kép như bình thường, chính là chỗ này nè. Nó là đối diện với cái chân này. Mình sẽ móc vào đây một mũi móc kép tương tự với mặt phía bên kia. Chỉ có hai chân đầu tiên bên phía bên này và chân đầu tiên của phía bên kia là chúng ta tiến hành tăng mũi thôi. Còn lại những chân còn lại mọi người cứ móc vào đây mỗi chân một mũi móc kép, không tăng và không giảm mũi ha. Các cái chân kế tiếp nè, mỗi chân mọi người sẽ móc vào đây một mũi móc kép.
các bạn cứ móc như vậy cho đến khi chúng ta còn một chân móc cuối cùng là chân này á, thì mọi người dừng lại ha. Đây là mình đã móc cuối vòng 1 và chúng ta còn một chân cuối cùng chính là chân này. Hồi nãy đầu vòng á, mình đã lên 2 mũi móc kép ở cái chân này rồi, thì ở cuối vòng các bạn cũng sẽ móc vào đây 2 chân mũi móc kép như vậy. Chúng ta có tổng cộng là 4 chân mũi móc kép ở phía bên này. Mọi người có thể để ý là ở phía bên kia hồi nãy mình cũng móc tổng cộng là 4 chân mũi móc kép. Phía bên này 4 mũi, phía bên kia 4 mũi thì nó sẽ đều nhau. Và để kết thúc vòng 1 này thì chúng ta sẽ đâm kim móc vào mũi móc kép đầu tiên của vòng, chính là cái chỗ mà mình gắn kim đánh dấu hồi nãy nè. Mọi người sẽ gỡ kim ra. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào và thực hiện một mũi dời để kết thúc vòng này. Để mũi dời khép kín thì mọi người nhớ siết chặt lại ha. Khi mà mình móc xong mũi dời nè, mọi người kéo chặt lại cho cái mũi dời này nó nhỏ lại. Như vậy là chúng ta đã móc xong vòng đầu tiên với tổng cộng là 120 chân mũi. Mình sẽ nói qua về cách tính chân mũi ở vòng này ha. Lúc đầu mọi người có thể để ý là mình lên tổng cộng là 61 mũi bính, nhưng mà chúng ta đã bỏ qua 3 mũi bính chúng ta không móc, thì nó sẽ còn là 58 mũi bính. Và từ 58 mũi bính đó các bạn móc hai mặt như vậy á, thì mọi người là lấy 58 nhân 2 sẽ là 116 chân. Nhưng mà ở hai đầu hai bên mọi người thay vì móc hai chân, một chân trên một chân dưới, thì mọi người móc hai chân trên hai chân dưới. Bên này là bốn chân cũng là hai chân trên hai chân dưới. Như vậy là hai bên này nó tăng thêm mỗi bên là hai chân, thì chúng ta sẽ lấy 116 các bạn cộng cho 4 thì sẽ ra là 120 ha. Đó là công thức tính chân của vòng đầu tiên. Thì nếu mà các bạn không có muốn tính thì các bạn cứ đếm cho mình là từ đầu vòng đến cuối vòng các bạn móc được tổng cộng là 120 chân là đúng rồi nè. Để móc lên vòng thứ hai thì mọi người đầu tiên móc lên 3 mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim móc vào mỗi chân, móc vào đây một mũi móc kép. Ở vòng thứ hai này chúng ta sẽ móc đều, không tăng và không giảm mũi, cứ mỗi chân một mũi móc kép. Chân đầu tiên chính là chân mà mình, cái chỗ mà mình vừa lên mũi bính luôn nè. Đây, mọi người nhớ là mọi người móc vào đây chứ mọi người đừng có quên móc vào chân này. Mọi người móc vào đây thì sẽ bị thiếu một chân á. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào chân đầu tiên chính là chỗ này, móc lên một mũi móc kép. Đây là mũi móc kép đầu tiên của vòng thứ hai. Mình sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại. Các chân kế tiếp, mỗi chân mọi người cũng sẽ móc vào đây một chân móc kép. Chúng ta sẽ không tăng, không giảm mũi, cứ móc đều như vậy, mỗi chân một mũi móc kép. Cho đến cuối vòng này chúng ta sẽ giữ nguyên số chân mũi so với vòng trước là tổng cộng 120 mũi móc kép ha. Mọi người sẽ móc vòng qua đây, cứ mỗi chân mọi người móc một chân móc kép cho đến khi chúng ta gặp được cái chân móc cuối cùng ở phía bên này nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 2 và chúng ta còn một chân móc cuối cùng chính là chân này nè. Mình cũng sẽ móc vào đây một mũi móc kép. Như vậy là mình vừa thực hiện được tổng cộng là 120 mũi móc kép, giữ nguyên số chân mũi so với vòng trước. Chúng ta sẽ tiến hành dừng lại. Ở đây chúng ta có một cái chân móc chỗ này chính là mũi dời của vòng trước. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không móc vào mũi dời chỗ này nha. Nếu các bạn móc vào đây thì sẽ bị thừa mũi á. Thông thường trong móc len thì thường mũi dời này mọi người sẽ bỏ qua, mình sẽ không móc. Mình móc đến đây là chân cuối cùng rồi nè. Nếu mà các bạn không biết, các bạn có thể đếm từ chân đầu tiên này đến đây sẽ là tổng cộng 120 chân mũi. Để kết thúc vòng 2 này thì mình sẽ gỡ ghim đánh dấu ra. Mọi người sẽ móc vào chân móc kép đầu tiên chính là chỗ mà mình vừa gỡ ghim đánh dấu á, một mũi dời. Tương tự thì để mũi dời khép kín thì mọi người tiến hành kéo chặt lại. Và các bạn lưu ý là cái mặt mà mình đang móc á, là mặt ngoài của túi nha. Mặt này là mặt ngoài nè, còn cái mặt này là mặt trong. Mặt trong thì sẽ có cái sợi dây thừa, mặt ngoài thì sẽ không có. Như vậy là mình đã móc xong hai vòng và chúng ta đã hoàn thành xong phần đáy túi rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành móc lên phần thân túi. Để móc lên phần thân túi, đầu tiên mọi người sẽ móc lên 3 mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim móc vào 8 chân đầu tiên, mỗi chân móc vào đây một mũi móc kép.
Đây là chân móc đầu tiên của vòng này. Vòng này mình gọi là vòng 1 của phần thân nha. Hai cái vòng này nè là phần đáy nè. Vòng đầu tiên của phần đáy, vòng thứ hai của phần đáy, xong phần đáy rồi mình sẽ chuyển sang phần thân. Thì đây là vòng đầu tiên của phần thân á, thì chúng ta sẽ tiến hành đâm kim móc vào 8 chân đầu tiên, mỗi chân một mũi móc kép. Đây là chân đầu tiên của vòng này. Chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc kép và tương tự mình sẽ dùng kim đánh dấu lại mũi móc kép đầu tiên để khi mà kết thúc vòng á, chúng ta sẽ dễ nhìn hơn. Như vậy là mình móc được một mũi móc kép ở chân đầu tiên. 7 chân tiếp theo nè, chúng ta sẽ móc vào đây 7 mũi móc kép. Như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 chân mũi móc kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi chúng ta đã móc được tổng cộng là 8 chân mũi rồi, mình sẽ tiến hành móc lên cái phần hoa ô vuông bằng cách là mọi người sẽ móc lên 2 mũi bính và chúng ta sẽ bỏ qua 2 chân móc chúng ta không móc, mọi người móc vào chân thứ 3. Đây là chân thứ nhất, chân thứ hai mọi người bỏ qua. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân thứ ba này, móc một mũi móc kép. Như vậy là mình vừa tạo được một cái họa tiết ô vuông trống như thế này, nó là một cái cánh hoa. Tiếp theo thì mình sẽ lặp lại công thức như ban đầu, tổng cộng là 8 chân mũi móc kép, thì ở đây có một chân rồi thì mọi người sẽ móc vào 7 chân tiếp theo, mỗi chân một mũi móc kép nữa. Đây là mình đã móc được tổng cộng 8 chân nè, 2, 4, 6, 8. Thì mình sẽ lặp lại cái thao tác như chỗ này là mọi người sẽ móc lên 2 mũi bính, bỏ qua 2 chân không móc, 1, 2. Mọi người sẽ đưa kim móc vào chân thứ 3 chỗ này và móc vào đây 1 mũi móc kép. Chúng ta đã tạo thêm được một họa tiết ô vuông trống ở đây. Và chúng ta sẽ lặp lại thao tác như ban đầu, mọi người sẽ móc vào 7 chân kế tiếp, mỗi chân 1 mũi móc kép. Như vậy chúng ta sẽ có 8 mũi móc kép ở 8 chân liên tiếp nhau. Sau khi móc đủ 8 chân móc kép thì mình lại tiếp tục móc lên 2 mũi bính, bỏ qua 2 chân, móc vào chân thứ 3 này 1 mũi móc kép. Như vậy là chúng ta đã tạo được thêm một khoảng trống ô vuông ở đây. Mọi người cứ lặp lại công thức như vậy cho đến cuối vòng này luôn nha. Chúng ta sẽ tiến hành móc từ đây qua đây, qua đây, qua đây, cho đến cuối vòng. Khi mà chúng ta chuẩn bị gặp lại cái kim đánh dấu này nè, thì mình sẽ ngừng lại. Đây là mình đã móc đến cuối vòng rồi. Sau khi móc được tổng cộng 8 mũi móc kép thì ở đây chúng ta còn 2 chân móc chúng ta chưa thực hiện. 1, 2, chỗ này là mũi dời của vòng trước, mọi người không cần để ý ha. Và để kết thúc vòng này, mọi người sẽ móc lên 2 mũi bính, bỏ qua 1 chân, 2 chân và mọi người sẽ đưa kim móc vào chân móc kép đầu tiên và thực hiện một mũi dời ở đây. Như vậy là mình đã thực hiện được một cái họa tiết lưới ô vuông ở cuối cùng. Và mọi người thấy cái công thức của mình nó đang theo thứ tự là cứ 8 chân sẽ đến một họa tiết lưới ô vuông, rồi lại 8 chân một họa tiết lưới ô vuông ha. Để mà mọi người thực hiện không bị dư hoặc là thiếu mũi á, thì sau khi mọi người móc xong cái vòng thứ hai ở đây á, thì cái chân của nó phải là một cái số chia hết cho 10 là được nha. Chỗ này là một số chia hết cho 10. Ví dụ như hàng trước của mình là 120 chân mũi thì chỗ này mình sẽ tròn không bị lẻ chân. Hàng đầu tiên của phần thân mà mình vừa thực hiện á, cũng có tổng số chân mũi là 120 chân, nên là cái túi này nó sẽ ngang ha. Mình sẽ móc thẳng đều lên luôn, tổng số chân của mỗi hàng sẽ bằng nhau. Để móc lên vòng thứ hai của phần thân, mọi người cũng sẽ móc lên 3 mũi bính,
như bình thường. Tuy nhiên, ở chỗ này nè, mình sẽ tiến hành móc một cái ô vuông ở bên trái và một cái ô vuông ở bên phải. Để tạo được một cái ô vuông ở chỗ này á, thì mình sẽ móc thêm hai mũi bính vào đây nữa. Như vậy là chúng ta có tổng cộng là 5 mũi bính. Sau đó các bạn sẽ bỏ qua hai chân. Chân đầu tiên chính là chân này nè. Chân thứ hai, mọi người sẽ móc vào chân thứ ba này một mũi móc kép. Mình sẽ quấn một vòng qua kim và chúng ta móc mũi kép như bình thường. Như vậy là chúng ta đã tạo được một cái họa tiết ô vuông rồi. Tí nữa khi kết thúc hàng á, mình sẽ tạo thêm một họa tiết ô vuông ở đây nữa để thành hai cái cánh hoa. Sau đó mọi người sẽ móc tiếp tổng cộng là 4 chân mũi móc kép. Ở đây mình có một chân rồi nè. Đây là chân thứ hai, chân thứ ba, chân thứ tư. Sau khi móc được 4 chân mũi móc kép thì mình đã gặp được cái ô vuông phía bên này. Ở đây còn hai chân, mình sẽ tạo một cái khoảng trống ô vuông bằng cách móc lên hai mũi bính, bỏ qua hai chân này và mình sẽ đưa kim móc vào cái khoảng trống ô vuông này nè. Móc vào đây hai mũi móc kép. Tại vì ở hàng trước chỗ này mình móc hai bính nên là chỗ này mình cũng sẽ móc hai mũi móc kép để giữ nguyên số chân mũi so với vòng trước nha. Sau khi móc được hai mũi móc kép, mình tiếp tục móc lên hai mũi bính. 1 2. Sau đó bỏ qua hai chân, một chân, hai chân, móc vào chân thứ ba này một mũi móc kép. Như vậy là mình cũng vừa tạo thêm một họa tiết ô vuông nè. Chúng ta có hai họa tiết ô vuông ở một cái bên trái, một cái ở bên phải của cái ô vuông phía dưới nè. Sau đó các bạn cứ lặp lại công thức, mình sẽ móc tổng cộng là 4 mũi móc kép. Đây là một mũi rồi. Tiếp theo ba chân này mình móc mỗi chân một mũi móc kép nữa. Sau đó các bạn móc lên hai mũi bính, bỏ qua hai chân, 1 2. Đưa kim móc vào khoảng trống này, móc lên hai mũi móc kép chung chân, một mũi. Hai mũi, rồi lặp lại công thức hai mũi bính. Mọi người bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba một mũi móc kép. Như vậy là chúng ta tiếp tục tạo thành hai cái họa tiết ô vuông ở hai bên. Công thức của cái vòng này là mọi người cứ làm như vậy thôi, 4 chân mũi móc kép, sau đó lại đến móc cái họa tiết lưới ô vuông nha. Lên hai mũi bính, bỏ qua hai chân, móc vào khoảng trống này hai mũi móc kép, rồi lại lên hai mũi bính, bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba này một mũi móc kép. Chúng ta lại tiếp tục tạo thành hai họa tiết lưới ô vuông. Mọi người cứ thực hiện như vậy cho đến cuối vòng này luôn nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 2 của phần thân rồi nè. Và chỗ này mình còn hai chân móc thì chúng ta sẽ tiến hành đi tạo một cái họa tiết ô vuông bằng cách là móc lên hai mũi bính, bỏ qua hai chân, đưa kim móc vào khoảng trống này, móc vào đây hai mũi móc kép chung chân. Để kết thúc hàng này thì mọi người sẽ đưa kim móc vào cái khoảng trống ô vuông mà mình tạo lên lúc đầu bằng 5 mũi bính. Chúng ta sẽ đưa kim móc qua đây và mọi người sẽ tiến hành thực hiện một mũi dời. Và chúng ta đã hoàn thành được một cái hoa gồm có một cái cánh ở phía dưới này, hai cánh hai bên. Và ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành móc lên một cái cánh phía trên nữa. Để móc lên vòng thứ ba thì mọi người sẽ móc lên 3 mũi bính. Sau đó các bạn sẽ đưa kim móc vào khoảng trống ô vuông này, móc vào đây 2 mũi móc kép chung chân. Đây là mũi móc kép đầu tiên, mình sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại. Tiếp theo mọi người móc vào khoảng trống này thêm một mũi móc kép nữa. Chúng ta có 2 mũi móc kép chung chân. Sau đó ở 4 chân móc kép này, mỗi chân mọi người móc vào đây một mũi móc kép. Chúng ta sẽ không tăng mà không giảm mũi, cứ móc đều như vậy ha. Ở khoảng trống ô vuông tiếp theo, các bạn sẽ móc vào đây hai mũi móc kép chung chân.
Như vậy từ đầu hàng mình đã móc được tổng cộng 2, 4, 6, 8 chân rồi. Và các bạn sẽ móc lên 2 mũi bính, bỏ qua 2 chân này, đưa kim móc vào khoảng trống tiếp theo. Móc vào đây 2 mũi móc kép chung chân. Và chúng ta đã tạo được một cái họa tiết lưới ô vuông. Thì công thức của hàng này cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn cứ móc 8 chân móc kép, sau đó móc 2 mũi bính, bỏ qua 2 chân nè, sau đó lại 8 chân móc kép. Đây được 2 chân rồi nè. Thì 4 chân tiếp theo mọi người sẽ móc mũi móc kép hết luôn. Ở khoảng trống ô vuông này mình cũng sẽ móc 2 chân mũi móc kép. Đến cái điểm đối diện của cái cánh hoa phía dưới này nè, thì mọi người sẽ móc lên 2 mũi bính và đưa kim móc vào khoảng trống ô vuông phía bên này, móc 2 mũi móc kép. Thì chúng ta sẽ thực hiện tương tự như vậy, cứ 8 chân móc kép, sau đó đến một cái khoảng trống ô vuông bằng 2 mũi bính nè, rồi lại 8 chân móc kép đến một khoảng trống ô vuông. Mọi người cứ lặp lại như vậy cho đến cuối vòng này luôn nha. Chúng ta sẽ được những cái bông hoa hoàn thiện gồm có 4 cánh, 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng thứ 3 rồi. Và chúng ta còn 2 chân móc cuối cùng. Thì tương tự thì chỗ này mình sẽ tiến hành móc lên 2 mũi bính. Mọi người bỏ qua 2 chân cuối cùng này, chúng ta sẽ đưa kim móc vào chân móc kép đầu tiên, chính là chỗ mà mình gắn kim đánh dấu. Chúng ta sẽ thực hiện một mũi giờ để kết thúc vòng này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bông hoa cuối cùng rồi nè, với 4 cánh hoa, 1, 2, 3, 4. Tiếp theo các bạn sẽ móc lên vòng thứ tư của phần thân bằng cách là móc lên 3 mũi bính. Ở vòng thứ tư này mình sẽ tiến hành móc mỗi chân một mũi móc kép. Chúng ta sẽ móc đều luôn. Chúng ta sẽ không có làm họa tiết gì hết. Các bạn cứ móc đều mỗi chân một mũi móc kép nha. Đây là mũi móc kép đầu tiên của hàng này. Mình sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu lại. Các chân kế tiếp mỗi chân mọi người cứ móc vào đây một mũi móc kép. Chúng ta sẽ không có tạo họa tiết nữa. Mình sẽ móc một hàng bình thường. Đến khi các bạn gặp cái phần ô vuông ở phía dưới thì các bạn cũng sẽ móc mũi móc kép luôn. Thì ở đây là khoảng trống ô vuông này thì mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc kép chung chân. Ở chân bên cạnh mỗi chân mình móc tiếp tục một mũi móc kép. Các bạn cứ thực hiện như vậy cho đến cuối vòng này luôn ha. Mỗi chân mọi người cứ móc một mũi móc kép, đến chỗ khoảng trống ô vuông này thì mọi người móc vào đây 2 mũi kép chung chân, rồi lại móc một mũi móc kép đều. Đây là 2 mũi kép chung chân vào đây ha. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc đến cuối vòng này nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 4 rồi nè. Sau khi móc xong 2 mũi móc kép chung chân và khoảng trống ô vuông này thì mình sẽ tiến hành đi kết thúc hàng này bằng cách là gỡ kim đánh dấu ra, đâm kim móc vào chân móc kép đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong vòng thứ tư với tổng cộng là 120 chân móc kép, giữ nguyên số chân mũi so với những hàng trước. Và đối với hàng thứ năm mình sẽ tiếp tục thực hiện lại cái họa tiết lưới ô vuông giống như hàng đầu tiên để mình tạo thành những bông hoa. Tuy nhiên, để chúng ta có thể thực hiện được những cái bông hoa xen kẽ giống như vậy nè, những bông hoa này nó sẽ xen kẽ chéo nhau như thế này á, thì mình sẽ thực hiện như sau. Thay vì mọi người móc công thức y chang như là hàng đầu tiên á, hồi nãy mọi người nhớ không, hàng đầu tiên là mình móc lên tổng cộng là 8 chân móc kép, sau đó mình sẽ bỏ qua 2 chân, móc 2 mũi bính rồi mới móc 8 chân móc kép rồi lại bỏ 2 chân nè. Thì để tạo được cái bông hoa xen kẽ thì chúng ta sẽ móc tương tự như vậy, nhưng mà thay vì lúc đầu á mọi người móc 8 chân móc kép thì bây giờ mọi người chỉ móc 3 chân móc kép thôi. Mình sẽ thực hiện thử cho mọi người xem ha. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ lên 3 mũi bính, sau đó mọi người sẽ đâm kim móc vào chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi móc kép. Chúng ta sẽ dùng kim đánh dấu lại chân móc kép đầu tiên này. Sau đó ở hai chân kế tiếp mỗi chân mọi người móc vào đây một mũi móc kép. Như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 chân móc kép. Sau khi móc được 3 chân móc kép thì mọi người sẽ thực hiện cái họa tiết ô vuông này bằng cách là móc lên 2 mũi bính. Sau đó mọi người bỏ qua 2 chân, đưa kim móc vào chân thứ 3, thực hiện một mũi móc kép.
chỉ khác chỗ này thôi ha. Còn sau đó mọi người sẽ thực hiện tương tự, có nghĩa là sau đó mọi người sẽ móc 8 chân móc kép. Đây mình có một chân rồi, thì mọi người sẽ móc tiếp tục là 7 chân nữa. Sau khi móc được tổng cộng 8 chân móc kép, các bạn sẽ tiến hành móc lên 2 mũi bính, bỏ qua 2 chân móc vào chân thứ 3, 1 chân móc kép. Ở đây chúng ta đã tạo được 2 cái cánh rồi nè. Và mọi người để ý ha, cái này mà mình gióng xuống thì nó sẽ ở giữa nè. Mọi người có thể gióng xuống ha. Cái khoảng cách lưới ô vuông nè, nó sẽ là 2 cái ô này. Gióng xuống thì nó sẽ là 2 chân này. Thì cái cánh hoa này nó sẽ nằm giữa hai cái cánh hoa của cái bông hoa phía trước, thì nó tạo thành cái hiệu ứng xen kẽ thì nó sẽ đẹp hơn. Có khác là ở đây mình móc 3 chân nè, xong rồi mình bỏ qua 2 chân móc 8 chân, bỏ qua 2 chân, xong tiếp tục mọi người sẽ cứ móc 8 chân như vậy, bỏ qua 2 chân móc 8 chân, thì cho đến cuối cùng á chúng ta sẽ còn tổng cộng là 5 chân. 5 chân cộng với 3 chân chỗ này sẽ là 8 chân đều luôn, nó chỉ khác một chút chỗ đó thôi. Thì mọi người cứ móc như vậy nha, mình đến kết thúc hàng này mình sẽ móc lại cho mọi người xem thử cách thức thực hiện như thế nào. Bây giờ thì mọi người cứ móc 8 chân móc kép rồi lại cách ra 2 chân và móc một họa tiết lưới ô vuông ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 5 rồi nè. Sau khi móc xong họa tiết lưới ô vuông thì chỗ này mình còn tổng cộng là 5 chân móc. Thì các bạn sẽ tiến hành móc 5 mũi móc kép. Thì ở đây chúng ta có 5 mũi móc kép. Ở đầu hàng hồi nãy mình lên 3 mũi móc kép, như vậy là chúng ta có tổng cộng là 8 mũi móc kép. Nó vẫn theo thứ tự là 8 mũi móc kép rồi đến một ô vuông, 8 mũi móc kép một ô vuông ha. Và để kết thúc vòng này thì mọi người sẽ gỡ kim đánh dấu ra. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào chân móc kép đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Chúng ta đã hoàn thành xong vòng thứ 5 với tổng cộng là 120 chân mũi, giữ nguyên số chân mũi so với những vòng trước. Và vòng thứ 6 chúng ta sẽ thực hiện tương tự như vòng thứ 2, mọi người cũng sẽ móc lên 3 mũi bính. Và ở đây mình sẽ tiến hành tạo hai họa tiết lưới ô vuông ở hai bên cánh. Thì mọi người có thể để ý là đây là ô vuông, thì chúng ta sẽ thực hiện cái lưới ô vuông là ở trên của hai cái chân này. Thì ở đây mình có 3 chân, thì chúng ta sẽ tiến hành móc vào chân đầu tiên một mũi móc kép như bình thường, và mình sẽ dùng kim đánh dấu đánh dấu lại mũi móc kép đầu tiên này. Sau đó mình sẽ tiến hành móc lên 2 mũi bính, mọi người bỏ qua 2 chân, đưa kim móc vào cái chỗ lưới ô vuông này, và mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc kép chung chân. Thì công thức nó cũng sẽ tương tự như hàng thứ hai của phần thân thôi ha. Sau đó mình sẽ móc lên 2 bính, bỏ qua 2 chân, đưa kim móc vào chân thứ ba này và thực hiện một mũi móc kép. Sau đó các bạn sẽ móc tổng cộng là 4 chân mũi móc kép lần 1, 2, 3, 4. Sau khi móc xong 4 chân móc kép thì chúng ta sẽ gặp hai cái chân này, thì mình sẽ tiến hành móc họa tiết lưới ô vuông, nên mình sẽ móc lên 2 mũi bính, bỏ qua 2 chân, đưa kim móc vào khoảng trống này và móc lên 2 mũi móc kép chung chân. Sau đó tiếp tục lên 2 mũi bính, bỏ qua 2 chân, đưa kim móc vào chân thứ ba này và thực hiện một mũi móc kép. Và các bạn cứ thực hiện như vậy, chúng ta móc cho đủ 4 chân móc kép rồi lại tiến hành thực hiện họa tiết lưới ô vuông. Thì công thức này nó cũng giống như vòng thứ hai của phần thân thôi. Mọi người cứ thực hiện như vậy cho đến cuối vòng này ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 6 rồi nè. Sau khi móc họa tiết lưới ô vuông thì chúng ta sẽ còn 3 chân. Mọi người sẽ móc 3 mũi móc kép. Sau đó để kết thúc vòng này thì mình sẽ gỡ kim đánh dấu ra. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào mũi móc kép đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong vòng thứ 6 và giữ nguyên số chân mũi so với vòng trước là 120 chân mũi. Ở cuối cùng này thì mình có tổng cộng là 4 chân mũi nè. Thì nó sẽ theo cái logic là cứ 4 chân, sau đó sẽ đến họa tiết lưới ô vuông nè, rồi 4 mũi móc kép các kiểu nè, nó sẽ đều nhau, không dư không thiếu một cái chân nào hết ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành móc lên vòng thứ 7. Đầu tiên mọi người móc lên 3 mũi bính, sau đó các bạn sẽ đưa kim móc vào chân móc đầu tiên này, thực hiện một mũi móc kép và mình sẽ dùng kim đánh dấu lại chân móc kép đầu tiên này. Và ở vòng này chúng ta sẽ thực hiện tương tự như vòng thứ 3 nè. Mình sẽ tiến hành đưa kim móc vào khoảng trống ô vuông này, mình móc vào đây 2 chân móc kép. Và để tạo được cái cánh hoa trên cùng á, thì mọi người sẽ móc lên 2 mũi bính, bỏ qua
hai chân này, đưa kim móc vào khoảng trống ô vuông tiếp theo và chúng ta sẽ tiến hành móc hai mũi móc kép. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bông hoa đầu tiên nè. Mọi người có thể để ý là bông hoa này nó đang xen kẽ với hai bông hoa phía dưới nha. Mình sẽ tiến hành thực hiện những bông hoa tiếp theo như vậy luôn. Thì công thức của vòng này cũng đơn giản tương tự như vòng thứ ba thôi. Mọi người cứ móc vào mỗi chân ở dưới đây một chân móc kép. Ở khoảng trống ô vuông này mình sẽ móc vào đây hai mũi móc kép chung chân. Như vậy là mình đã thực hiện được tổng cộng là 8 chân móc kép rồi. Sau khi móc được 8 chân móc kép thì mọi người lên hai bến bỏ qua hai chân, đưa kim móc vào khoảng trống ô vuông này và móc vào đây hai chân móc kép. Sau đó tiếp tục móc cho đủ 8 chân móc kép liên tiếp thì mình lại tiến hành móc lên hai mũi bến để tạo thành cánh hoa trên cùng. Mọi người cứ thực hiện như vậy cho đến khi chúng ta gặp được cái chỗ ghim đánh dấu này nha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 7 và chúng ta còn 3 chân ở đây. Thì các bạn cũng sẽ tiến hành móc vào đây 3 mũi móc kép. Ở đây chúng ta vừa móc được tổng cộng là 3 chân móc kép cộng với 2 chân ở cái khoảng trống này. Thì chúng ta có tổng cộng là 5 chân. Ở đầu vòng chúng ta có 3 chân, như vậy chỗ này vẫn là 8 chân. Chúng ta sẽ giữ được cái khoảng cách là 8 chân một ô vuông, 8 chân một ô vuông ha. Và để kết thúc vòng này thì mọi người sẽ gỡ ghim đánh dấu ra, đưa kim móc vào chân móc kép đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Như vậy là hoàn thành xong vòng thứ 7 này, chúng ta vẫn giữ nguyên số chân mũi so với vòng trước là 120 chân mũi. Ở vòng thứ 8 này mọi người sẽ thực hiện tương tự như vòng thứ 4. Đó là mỗi chân mọi người sẽ tiến hành móc một chân móc kép, không tăng và không giảm mũi. Ở mỗi cái khoảng trống này thì mọi người móc vào đây hai chân mũi móc kép chung chân là được ha. Mọi người cứ thực hiện như vậy cho đến cuối vòng, chúng ta sẽ có tổng cộng là 120 chân mũi móc kép, không tăng và không giảm mũi, cũng không tạo họa tiết lưới ô vuông gì nữa. Cái vòng này là chúng ta sẽ tạo thành một cái viền ngăn cách giữa các bông hoa. Thì mình cứ móc xong một bông hoa thì mình viền một vòng như vậy. Ba vòng mình móc họa tiết lưới ô vuông thì sẽ đến một vòng và mình móc đều, không tăng, không giảm mũi, không tạo họa tiết lưới ô vuông ha. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối vòng này luôn. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 8 rồi và để kết thúc vòng này thì mọi người sẽ đưa kim móc vào chân móc kép đầu tiên, chính là chân này, và thực hiện một mũi dời. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành trong vòng 8 với tổng cộng là 120 chân mũi, giữ nguyên số chân mũi so với vòng trước. Ở vòng thứ 9 này chúng ta sẽ bắt đầu lặp lại công thức giống như vòng đầu tiên. Mọi người sẽ tiến hành móc lên 3 mũi bến, sau đó chúng ta sẽ đưa kim móc vào chân đầu tiên, thực hiện một mũi móc kép. Mình sẽ dùng kim đánh dấu lại chân mũi này. Ở 7 chân móc kế tiếp, mỗi chân mọi người sẽ móc vào đây một mũi móc kép, cộng với một mũi móc kép đầu tiên nữa thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 chân mũi móc kép ha. Sau khi chúng ta móc được tổng cộng 8 chân mũi móc kép, các bạn sẽ tiến hành móc lên hai mũi bến. Chúng ta bỏ qua hai chân ở phía dưới, đưa kim móc vào chân thứ ba và thực hiện một chân móc kép. Sau đó mọi người sẽ móc tiếp tục vào 7 chân kế tiếp, mỗi chân một mũi móc kép, cộng với một chân này chúng ta sẽ có 8 chân móc kép liên tiếp. Rồi mọi người lại tiến hành móc một cái họa tiết lưới ô vuông. Thì các bạn có thể so sánh là nó sẽ giống y chang như là vòng đầu tiên á. Mình giấm thẳng xuống thì nó sẽ bằng nè. Mọi người sẽ thực hiện công thức của vòng này y chang vòng đầu tiên của phần thân. Rồi vòng tiếp theo thì mọi người thực hiện công thức y chang vòng thứ hai. Mọi người cứ lặp lại công thức từ hàng này trở lên ha. Mình cứ móc như vậy thì nó sẽ tạo thành những cái họa tiết bông hoa xen kẽ nhau. Đây là hàng đầu tiên. Và chúng ta cứ móc như vậy cho đến khi chúng ta hoàn thành xong hàng thứ 24, chính là một hàng móc kép, một hàng viền ha. Các bạn móc đến hàng thứ 24 là chúng ta đã hoàn thành xong phần thân túi rồi. Mình sẽ đăng video hướng dẫn móc phần quai túi ở video sau ha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video này.